Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt với thị xã Buôn Hồ khi đánh dấu mốc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Với định hướng phát triển xứng tầm là đơn vị trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội lớn phía Bắc của tỉnh, thị xã Buôn Hồ đã và đang triển khai các dự án quy mô lớn với mục tiêu xây dựng thị xã giàu đẹp, sinh thái, văn minh, nghĩa tình. Trong những năm qua, ngành y tế của thị xã đã có nhiều nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhưng cơ sở vật chất được đầu tư chưa tương xứng quy mô dân số cũng như tốc độ phát triển đô thị. Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ hiện tại nằm ở phường An Lạc đã được xây dựng từ năm 1979. Đến nay, 280 giường bệnh của bệnh viện đã không còn đảm bảo nhu cầu điều trị cho người dân khu vực. Bệnh viện đã kê thực tế lên tới 368 giường nhưng vẫn không đủ số giường điều trị vào những ngày cao điểm. Hơn nữa, vị trí của bệnh viện hiện tại đã không còn phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị của thị xã. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ mới là hết sức cần thiết. Đây là dự án trọng điểm của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác khám chữa bệnh và góp phần xây dựng diện mạo khang trang hiện đại cho thị xã. Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ được thống nhất chủ trương xây dựng tại địa bàn phường An Bình và phường Đoàn Kết, với tổng diện tích khoảng 10 hectare, quy mô đầu tư 500 giường bệnh nội trú, được phân chia thành 7 khu chức năng. Tổng mức đầu tư 503 tỷ 400 triệu đồng. Bệnh viện hoàn thành đi vào hoạt động sẽ là địa điểm thuận lợi cho người dân thị xã Buôn Hồ cũng như các vùng lân cận được hưởng các điều kiện chăm sóc y tế tốt nhất, tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật cao, đồng thời góp phần giảm chi phí cho gia đình người bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Khi công trình hoàn thành sẽ là tiền đề cơ sở, điều kiện vật chất nhằm thu hút đội ngũ các y bác sĩ đầy tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao. Theo phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, có 22 hộ dân nằm trong khu vực có diện tích đất thu hồi. Trong đó, phường An Bình có 9 hộ, tổng diện tích đất nông nghiệp thu hồi khoảng 4,9651 ha. Phường Đoàn Kết có 13 hộ, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 4,6910 ha. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của công trình mang lại, hiện đã có 3 trong tổng số 22 hộ có diện tích thu hồi 556,1 m2 đồng ý với phương án công khai bồi thường. Ủy ban Nhân dân thị xã trân trọng sự chủ động, trách nhiệm, chung tay vì cộng đồng của các hộ dân. Xuân thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Chính vì vậy, sự đồng tình ủng hộ của 22 hộ dân trong khu vực sớm bàn giao mặt bằng để dự án nhanh chóng được triển khai là vô cùng cần thiết. Đó chính là động lực quan trọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển. Những ngày này, ở khắp các xã phường, các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã và đang dấy lên các phong trào, hoạt động, thực hiện các công trình thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Buôn Hồ. Việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ quy mô 500 giường không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân, mà còn góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị Buôn Hồ, góp phần đưa địa phương trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025, tạo được năng lực cạnh tranh, niềm tin cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào thị xã Buôn Hồ, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển đô thị, công nghiệp và kinh tế địa phương trong những năm tới, đưa Buôn Hồ trở thành đô thị giàu đẹp, sinh thái, văn minh, nghĩa tình.